Xin chào các bác đang xem video của em. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách cài YouTube chặn quảng cáo trên cái hệ TV Samsung Tizen đời từ 2017 đến 2020. Thì cái mẫu TV của bác xác định vào ra mắt vào năm nào thì bác cứ tra cái nhãn ở mặt sau, xong rồi bác tra cái mã của TV thì chắc là nó sẽ ra ngay là ra mắt năm nào. Cái TV của em là cái đôi đầu là UA55, cái mã đuôi là 7090, ra mắt là 2018, cho nên là cái hướng dẫn này nó sẽ hoạt động tương đối là trơn tru. Thì đấy, bây giờ bác tra xong thì nếu mà bác đảm bảo đúng rồi thì bây giờ nó sẽ vào việc đầu tiên là cái điều khiển này, chúng ta sẽ vào bấm vào nút home. Đấy, vào cái phần apps, vào cái phần cả ứng dụng, vào bấm vào. Bấm vào cái phần apps đấy. Rồi. Nó tải xong rồi đúng không? Điều khiển. Bấm này. 1, 2, 3, 4, 5. Bấm liên tục nhé. Đấy, nó sẽ ra là 1, 2, 3, 4, 5 như thế. Rồi nó sẽ ra một cái bảng chế độ phần nhà phát triển như này. Nếu TV của các bác mà không có cái phím số 1, 2, 3, 4, 5 như kia thì bác có thể bấm cái nút số 1, 2, 3 ở trên cái điều khiển em đã ấy và nhập 1, 2, 3, 4, 5 liên tục trên bàn phím ảo cũng được. Và nó cũng sẽ hiện ra y hệt như trên. Rồi thì bấm vào cái phần chế độ nhà phát triển này, đang tắt đúng không? Bật nó lên. Đấy, bật nó lên thì cái phần app sẽ hiện ra developer mode như kia. Cái địa chỉ IP, host IP, PCIP các bác để nguyên như này cho em. 127.0.0.1 này là ok. Bấm ok giúp em. Đấy, và bây giờ nó sẽ báo là cái chế độ nhà phát triển đã bật. Và rồi. Đóng nó đi. Đóng nó đi. Rồi. Giữ nút nguồn để khởi động lại này. Đấy, giữ lên khi nào mà cái hiện ra cái logo Samsung thì bỏ nó ra. Đấy, rồi. Bỏ ra được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ở đây thì sẽ bây giờ chúng ta sẽ vào cái trình duyệt internet của nó. Bấm vào. Đấy. Và rồi nó sẽ hiện lên như này. Rồi, hiện lên địa chỉ web như này. Bấm vào nhập URL. Nhập cái địa chỉ. Đấy, nhập cái địa chỉ tizentube.live kia là được rồi. Đấy, tizentube.live gạch chéo installer, cái địa chỉ URL em đã hiện nguyên ở trên đấy rồi. Và bác nào mà không muốn copy paste thì em sẽ để ở dưới phần mô tả. Bấm ok. Đấy, cái vào cái web này nếu mà đúng cái đời của mình ấy thì nó sẽ có cái chữ load successfully ở đằng kia. Và đấy nó cũng viết rõ chỉ hoạt động cái TV từ đời Tizen 3 2017 đến Tizen 5.5 2020, TV của em là đời 2018 mà chạy Tizen 4. Thì rồi kéo cái con trỏ chuột xuống. Đấy, bấm vào cài đặt Tizen Brew này. Bấm vào để cài đặt. Nó sẽ đang cài cái này đến cái đấy, và bây giờ nó đã báo là Tizen Brew đã được cài đặt. Rồi. Đấy, thế nó đã được cài đặt. Thì bây giờ để xem là có đúng rồi cài đặt hay không. Thì vào phần quản lý ứng dụng. Để xem là đã được tải chưa. Đấy, bấm ở đây. Cài đặt, đấy. Cái ứng dụng đã được cài rồi. Thì bấm vào thêm vào màn hình chủ để cho nó đưa ra cái màn hình cái phím home ấy. Đấy, thêm vào rồi. Bác thích di chuyển ở đâu thì di chuyển, thì em thích đấy, em để ở đây. Rồi bây giờ thì khởi chạy ứng dụng này lên. Bấm ok. Đấy, thì nó đang chạy. Đấy, rồi thế thì nó sẽ hiện như này. Nếu mà nó hỏi mà không kết nối được với 127.0.1 thì bác cứ khởi động lại đi. Khởi động lại TV. Đấy, có thể lần đầu nó cài nó chưa được, nó chưa chạy ổn đấy, bác cứ khởi động lại TV. Khởi động lại cứ giữ nút nguồn để hiện ra cái logo Samsung kia là được.
động lại, mở lại lên. Nó hơi đấy, nếu mà nó mà khởi động thành công thì có thể nó sẽ hơi bị văng ra như này đấy, thì nó đã mở được đấy. Nếu mà nó mở mà nó hiện là cái connected to server thì nghĩa là cái bước này các bác thành công. Và đến bước tiếp theo thì ở đây nó viết ấy là cái này là nó là kiểu như là một cái trình quản lý module hoặc các cái chỉnh quản lý các cái app, các cái website chạy quảng cáo. Thì bây giờ muốn cài được cái YouTube chạy quảng cáo ấy thì bây giờ đấy có cái bấm cái nút màu đấy, bấm cái nút màu green là nút màu xanh lá cây, có cái nút blue là màu xanh dương. Thì đây cái điều khiển của em đây thì bây giờ có cái màu nút màu xanh lá cây đây, bấm cái nút chữ B bỏ ấy, bấm vào. Nếu điều khiển TV của các bác mà không có cái bốn cái nút mà màu như của em thì đấy ở trên cái điều khiển ví dụ này em đấy, thì bác cứ bấm vào cái nút mà có hình có bốn dấu chấm như trong hình là được. Đấy, bấm vào nó sẽ ra một cái này thì nó có chữ S. Bấm cái S đi vào. Đấy, thì bây giờ nhập cái tên ấy, nhập nguyên cái đấy vào, phải nhập lại nhá, chứ các bác không được bỏ trống, không được đặt tên lung tung, không là nó sẽ không lớn. Rồi đấy, đấy rồi, cái này đã anh nhập nè, được rồi đấy. Bây giờ bấm cái nút màu xanh lá cây này, phải bấm cái nút màu xanh lá cây, quay trở lại đây, bấm lên đấy thì nó sẽ quay trở lại cái màn hình chính. Nếu mà bác mình đã nhập đúng ấy, ở thì màn hình chính này ấy, đấy bấm cái nút màu xanh quay trở lại, nó sẽ hiện ra cái Tizen Tube mà người nó đấy, Tizen Tube là cái ad free, sponsor free đấy, các kiểu đấy. Bấm nó vào, bấm vào đấy, và nó đã cài YouTube chặn quảng cáo thành công. Đấy, đây là bạn, các bác đã cài xong rồi. Đấy, các bác đã cài xong rồi. Và nếu mà để quản lý các cái tính năng chặn quảng cáo ấy, bác bấm nút màu xanh lá cây này này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là cái cấu hình Tizen Tube như nào, và muốn quản lý cái tốc độ phát của video ấy, bấm cái nút màu xanh dương này. Đấy, Tizen Tube Video Speed Setting đấy. Đấy, và thế là các bác đã cài YouTube chặn quảng cáo thành công. Muốn đăng nhập thì các bác cứ quét cái mã QR này hoặc là nhập cái mã code này vào. Thế là xong. Nếu các bác mà có nhu cầu mà kết nối điện thoại với TV bằng cái trình YouTube chặn quảng cáo này thì các bác cứ bấm ở đây, kéo xuống phần cài đặt này, kéo xuống cuối cùng đây, kéo xuống liên kết TV điện thoại, bấm vào liên kết vào mã TV, nhập cái dãy 12 số này, thế là được rồi. Cảm ơn các bác. Vâng, rồi cảm ơn các bác đã đón xem.